Đó, sang bên này này. Một bước sang. En à hai. Và lại đi như như đi trộm này. Ba. En à bốn. Năm. En à sáu. Được chưa? Rồi mình làm lại nhá. Đang ở đây này. Bắt đầu này. Một. En à hai. Ba. En à bốn. Năm. En à sáu. Bước chân lên. Xoay về. Bảy. À tám. Lại một lần nữa phải không? Rồi em làm lại này. Bảy à tám mình đang kết thúc ở đây. Đúng không ạ? Bắt đầu. Một. En à hai. Ba. En à bốn. Năm. En à sáu. Bước chân lên. Bảy. Đánh không? En à tám. Chỗ này thậm chí chị chỉ cần ghi là, chỉ cần đọc là à tám. Bảy xoay. À tám là xong. Mình sẽ nối với tiếp. Bước tiếp theo là bước Botafogo lùi. Một. À đây nhá, đang đang ở đây đúng không ạ? Một à hai, ba à bốn, năm à sáu, bảy à tám. Botafogo lùi chắc là chị biết đúng không ạ? Rồi, bây giờ em sẽ làm từ hướng này. Ok, đang là kết thúc ở đây đúng không? Mình sẽ đi sang này. Một en à hai, ba en à bốn, năm en à sáu. Bước chân lên. Bảy. À tám. Tiếp tục lùi luôn. Một. À hai. Ba. À bốn. Năm. À sáu. Bảy. À tám. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đến với tay. Tay thì chị cứ làm cho em một tay thôi. Lúc đầu là một tay. Một cái đi lên, một cái chỉ thẳng, một cái đi lên, một cái chỉ thẳng. À, tay nhá, tay vòng này. À, một cái lên, một cái thẳng, một cái lên, một cái thẳng. Vậy thôi, lên, thẳng, lên, thẳng. À, rồi, à, cái nào mà có ba cái, mình sẽ làm một cái lên, một cái thẳng và một cái sang ngang. Hoặc ngược lại, một cái thẳng, một cái lên và một cái lên trên, tức là có ba sự lựa chọn. Chị nhớ ra lúc nào chị đi lúc đấy. Lỡ đây là tránh trường hợp mà lỡ mà chỗ đấy sai tay thì mình còn có thể ứng biến được, nhưng mà nếu như mà diễn tập thể là phải quy định nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tay ở chỗ này, nhấc cho em cái tay này lên. Ở đây đây là động tác thứ 8, cái số 8 lần của động tác trước. Tiếp theo đi sang này. Một and a hai. Đặt tay ra phía trước, chỉ thẳng về trước. Hoặc ở động tác này đơn giản nhất, hãy chống tay cho em. Chống tay, tránh cái trường hợp mà người lên người xuống, cứ chống tay nhá. Đó. Vậy là mình sẽ lúc nào lúc đầu mình sẽ tập là chống tay và lúc sau mình sẽ có biến thiên của tay, cứ như vậy nhá. À, chống tay trước này. À, 7 8 này. 1 and à 2. Lưu ý ở bước này là phải xoắn ngược lại. Vai xoắn ngược lại với hông. 3 en à 4. 5 en à 6. 7 à 7 bước lên. À 8. Tiếp tục lùi. 1 à 2. 3 à 4. 5 à 6 và 7 à 8. Đó, nếu như phiên bản của tay thì mình sẽ nhìn đằng trước tay nhá. Ai ở đây lên đúng không ạ? Bắt đầu này. Một à hai, ở đây có thể thẳng, đây chỉ à hai. Ba à bốn lên. Năm à sáu lại thẳng, xoay này. Bảy à tám, cái tay ở đây mình có thể đặt vào đây. Bảy tám. Rồi khi mà mình lùi mình sẽ có là một à hai. Tốt nhất
tốt nhất ở đây là sẽ giơ cái tay lên, 1 à 2 3 à 4 5 à 6 7 à 8. Tay đây là tay vuông góc, chân bên nào làm trụ thì nhấc tay lên và tay còn lại thẳng ra. Trước khi đi hãy thu tay vào để tạo độ mềm mại. Đang ở đây đúng không ạ? Rồi, 1 thu vào, à 2, 3 thu vào, à 4, 5 thu vào, à 6, 7 thu vào, à 8. Đây gọi là bước Botafogo lùi, cho nên là càng ngày sẽ càng lùi. 1 à 2, 3 à 4, 5 à 6, 7 à 8. Được chưa ạ?